Chào các bạn, hôm nay là chuyện với các bạn cách tô màu trái bóng rổ nhé. Đây, tô màu bằng cái bộ sáp màu và tám màu này của mình. Các bạn hãy theo dõi mình nhé. Cái này đơn giản thôi, mình sẽ tô dùng một này tô để tô hoàn thành kết hợp nhé. Ở đây các bạn tôi phải cẩn thận để nó không ra ngoài, không bị nhiễm bệnh. Vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh tô của bóng rổ, tô của bóng rổ bằng màu sáp. Mình hoàn thành trên bộ sáp màu 24 màu của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và comment để cho mình
có động lực ra thêm nhiều video nữa nha. Chào các bạn.